Thà thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Bình luận viên Quang Huy nhận định trước trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam Myanmar, huy chương vàng trong tầm tay. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang hướng đến chiếc huy chương vàng thứ tư liên tiếp nếu đánh bại Myanmar trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 diễn ra vào tối nay 15 tháng 5 trên sân Olympic ở Campuchia. Myanmar quyết tâm làm cuộc lật đổ. Myanmar được xem là một trong những đội bóng nữ mạnh của khu vực Đông Nam Á. Trong trận bán kết SEA Games 32, họ xuất sắc đánh bại Thái Lan 4-2 để đặt chỗ ở trận chung kết gặp Việt Nam. Là đội bóng có lối chơi năng nổ, không ngại va chạm, nhưng Myanmar lại rất kỵ dơ với Việt Nam. Theo thống kê cho thấy, kể từ năm 2007 cho đến nay, nữ Việt Nam và nữ Myanmar đã gặp nhau tổng cộng 26 lần ở mọi đấu trường. Kết quả 26 trận đối đầu đó, tuyển nữ Việt Nam thắng 18, hòa 5 nữ Myanmar chỉ thắng được 3 lần. Ở bán kết SEA Games 31, Myanmar thua Việt Nam 0-1, bàn thắng duy nhất do Huỳnh Như ghi. Cách đây vài ngày ở vòng bảng SEA Games 32, Việt Nam cũng dễ dàng đánh bại Myanmar 3-1 với các bàn thắng của Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thùy Trang. Thua Việt Nam quá nhiều lần nên Myanmar quyết tâm phục thù ở trận chung kết vào tối nay. Chiến thắng trước đội rất mạnh là Thái Lan giúp đội quân của huấn luyện viên Uki Tetsuro có thêm động lực và quyết tâm làm nên cuộc lật đổ. Huấn luyện viên Uki Tesoro bày tỏ, Việt Nam rất mạnh nhưng đây là trận chung kết nên bất cứ đội nào cũng có cơ hội. Chúng tôi sẽ nỗ lực chơi 100% phong độ để tìm cơ hội cho mình. Toàn đội sẽ hạn chế các sai lầm ở trận đấu vòng bảng để tìm chiến thắng. Huấn luyện viên Mai Đức Trung tập trung gia cố hàng phòng ngự. Trận thua Philippines 1-2 đã làm lộ tử huyệt của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó là hàng phòng ngự với ba trung vệ Diễm My, Trần Thị Thu, Thúy Nga chưa tạo được sự gắn kết nên đối phương dễ dàng khai thác. Vì thế ở những buổi tập trước trận đấu với Myanmar, huấn luyện viên Mai Đức Chung dành nhiều thời gian để gia cố hàng phòng ngự. Các tiền vệ được kéo lùi về để hỗ trợ kịp thời trước các pha tấn công của đối thủ. Diễm My ở vị trí trung vệ thòng cũng được nhắc nhở chơi bóng an toàn, phá bóng quyết đoán để hạn chế nguy hiểm cho khung thành thủ môn Kim Thanh. Myanmar đã có bàn thắng vào lưới Việt Nam ở vòng bảng do khai thác được kẽ hở giữa hai trung vệ để khin Momotun đánh đầu ghi bàn. Tình huống này được huấn luyện viên Mai Đức Trung nhắc nhở trong các buổi tập. Để không phạm sai lầm cho đối thủ khai thác, nếu như bịt kín hàng phòng ngự, cơ hội chiến thắng của Việt Nam là rất lớn. Huấn luyện viên Mai Đức Trung nhấn mạnh: "Chúng tôi đang đứng trước cơ hội lịch sử lần thứ tư liên tiếp đoạt huy chương vàng SEA Game và lần thứ 8 vô địch giải đấu này, nên các cầu thủ sẽ rất quyết tâm. Tuy nhiên theo tôi cơ hội vẫn là 50-50 chia đều cho cả hai đội, bởi Myanmar sẽ rất khó lường khi họ rất khát khao đoạt chức vô địch SEA Game." Huỳnh Như là khắc tinh của Myanmar trong những năm gần đây, mỗi khi Việt Nam đối đầu Myanmar, Huỳnh Như thường xuyên xé lưới đối thủ. Ở vòng bảng SEA Games 32, dù mới về nước, chưa có phong độ tốt nhất, nhưng chân sút đang thi đấu tại châu Âu có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Huỳnh Như càng đặc biệt nguy hiểm bởi có đồng đội Tuyết Dung rất ăn ý. Tuyết Dung luôn có những đường truyền như đặt, đưa Huỳnh Như vào thế thuận lợi để tung đòn kết liễu. Cắt đứt sự liên lạc giữa Tuyết Dung và Huỳnh Như là bài toán khó mà các cầu thủ Myanmar cần tìm ra lời giải. Ngoài ra trong tay huấn luyện viên Mai Đức Trung còn có các cầu thủ sẵn sàng bùng nổ như Bích Thùy, Thùy Trang, Hải Yến, Thanh Nhã, Vạn Sự, Mỹ Anh. Vì thế nếu khóa được Huỳnh Như, chưa hẳn khung thành của Myanmar đã được yên ổn. Thắng Myanmar 3-1 ở vòng bảng giúp các cô gái Việt Nam thuận lợi về tâm lý khi gặp đối thủ này ở trận chung kết. Dù vậy đội quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung cần phải thận trọng bởi chắc chắn Myanmar sẽ chơi với quyết tâm rất cao nên họ có thể tạo ra bất ngờ thêm một chi tiết nhỏ nhưng cũng rất thuận lợi với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 30, trời không còn nắng nóng nên các cầu thủ Việt Nam sẽ thoải mái thi triển kỹ thuật của mình. Mặt cỏ sân Olympic cũng rất đẹp, phù hợp với lối chơi phối hợp nhỏ của các cô gái Việt Nam. Huỳnh Như, đội tuyển Việt Nam sẽ đi vào lịch sử SEA Games. Huỳnh Như và các đồng đội vô cùng tự tin ở trận chung kết SEA Games 32. Tối nay 15 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tranh huy chương vàng tại SEA Games 32 đối thủ của thầy trò huấn luyện viên mai đức trung chính là đội tuyển nữ myanmar phát biểu trước thêm trận đấu này đội trưởng huỳnh như cho biết toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng giúp đội tuyển nữ việt nam đi vào lịch sử cô cho biết chúng tôi đang rất quyết tâm giành chiến thắng trận đấu ngày mai chúng tôi đều mong muốn bóng đá nữ việt nam đi vào lịch sử đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ của đội tuyển nữ việt nam huỳnh như nhấn mạnh thêm tất cả những người đang ngồi ở đây những người đồng đội của như hãy quyết tâm cho trận đấu tới không chỉ là bốn lần vô địch mà còn là năm sáu lần, muốn đạt được điều đó thì lần thứ tư này nhất định phải giành được tấm huy chương vàng. Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành vé vào chung kết sau khi giành chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Campuchia. Hiện tại đội bóng áo đỏ đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội năm nay. Chiều ngày 14 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có buổi tập trên đất Campuchia. Buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra trong không khí tích cực Huấn luyện viên Mai Đức Trung và các cộng sự tranh thủ thời gian tập dượt cho các học trò về chiến thuật hướng đến trận chung kết quan trọng. Dù có mưa vào gần cuối buổi tập nhưng toàn đội vẫn kiên trì hoàn thành tốt giáo án. Theo thống kê, nếu giành huy chương vàng tại kỳ SEA Games 32, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung có thể trở thành đội tuyển đầu tiên 4 lần giành huy chương vàng SEA Games liên tiếp. Đánh giá về đội tuyển nữ Myanmar, Tuyết Dung cho biết, toàn đội không chủ quan trước đối thủ. Điểm mạnh của U22 Myanmar là thể lực của họ rất tốt có thể đeo bám suốt 90 phút, đó là điều mà đội tuyển nữ Việt Nam cần khắc phục khi chạm trán họ. Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay, 15 tháng 5. Cháy vé xem tuyển nữ Việt Nam đá chung kết SEA Games 32. Vé xem tuyển nữ Việt Nam đá chung kết với Myanmar tại SEA Games 32 được đặt hết sạch trong khoảng 15 phút. Theo ban tổ chức SEA Games 32 cam sóc để phục vụ người hâm mộ đến sân theo dõi trực tiếp trận chung kết và trận tranh hạng 3 bóng đá nữ. Wonderpass, công ty cung cấp vé xem trực tiếp SEA Games 32 của Campuchia, đã mở cổng đăng ký lấy vé miễn phí trực tuyến từ trưa ngày 14 tháng 5 trên ứng dụng SEA Games 2023. Đáng chú ý, chỉ sau khoảng 15 phút, Wonderpass đã phải thông báo đến người hâm mộ rằng toàn bộ vé xem trận chung kết bóng đá nữ giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar, cũng như trận tranh huy chương đồng giữa tuyển nữ Thái Lan và đội chủ nhà Campuchia đã được đặt hết. Trước đó ngay từ trận bán kết, vé xem trận tuyển nữ Việt Nam gặp đội chủ nhà Campuchia cũng hết chóng vánh. Cũng không quá khó hiểu về tình trạng cháy vé xem trước sức hấp dẫn của trận cầu chung kết và tranh hạng 3 bóng đá nữ SEA Games 32. Đặc biệt là Campuchia đang đứng trước cơ hội giành được tấm huy chương lịch sử trên sân nhà. Được biết, một vé xem có thể theo dõi được hai trận đấu cùng ngày. Ban tổ chức cũng không thông báo cụ thể tổng số vé phát hành, nhưng nhiều khả năng sẽ không quá 10.000 khán giả được vào sân vận động quốc gia Olympic để theo dõi trực tiếp hai trận cầu hấp dẫn này, giống như hai trận bán kết môn bóng đá nam và bóng đá nữ trước đó. Chia sẻ trước trận chung kết gặp Myanmar, tiền vệ Tuyết Dung cho biết, trước giờ đội tuyển nữ Myanmar luôn là một đối thủ khó chịu với tuyển nữ Việt Nam. Họ sở hữu điểm mạnh về thể lực và khả năng đeo bám. Ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị để khi trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc phải đá 11 mét, thì các cầu thủ cũng không quá lo ngại. Toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu để có lần thứ tư liên tiếp giành huy chương vàng ở đấu trường SEA Games, đồng thời tiếp lửa cho U22 Việt Nam trong trận tranh hạng 3 với U22 Myanmar hôm 16 tháng 5. Theo kế hoạch, trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 15 tháng 5 trên sân vận động Olympic. Những chiến binh sao vàng được kỳ vọng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games 2023. Tiền vệ Tuyết Dung tuyển nữ sẽ giành huy chương vàng để tiếp động lực cho U22 Việt Nam. Tiền vệ Tuyết Dung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực bảo vệ thành công tấm huy chương vàng để tiếp động lực cho U22 Việt Nam. Chiều ngày 14 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có buổi tập quan trọng nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết giữa tuyển nữ Myanmar tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023, SEA Games 32. Chia sẻ trước buổi tập, Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung đã có những phát biểu đáng chú ý về tình hình hiện tại cũng như mục tiêu của những nữ chiến binh sao vàng ở trận tranh huy chương vàng sắp tới. Cụ thể, tiền vệ Tuyết Dung cho biết: "Huấn luyện viên Mai Đức Trung luôn biết cách giữ tâm lý thoải mái nhất cho toàn đội, đặc biệt là trước trận chung kết. Tôi và đồng đội đều cảm thấy rất thoải mái trước trận chung kết và sẽ cố gắng hết mình để có lần thứ tư liên tiếp giành huy chương vàng ở đấu trường SEA Games." Đáng chú ý, quả bóng vàng nữ 2014 tiết lộ rằng tuyển nữ Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn cho các tình huống có thể diễn ra ở trận chung kết gặp Myanmar. Tuyết Dung nói, toàn đội đã có sự chuẩn bị để khi trận đấu có kéo dài sang hiệp phụ hoặc phải đá 11 mét thì cũng không quá lo ngại. Các cầu thủ sẽ cố gắng tập trung thi đấu với tinh thần cao nhất. Nói thêm về mục tiêu của bản thân, nữ tiền vệ khẳng định, cô sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để có thể ghi bàn trong trận chung kết và giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Khi được hỏi về trận thua tiếc nuối của U22 Việt Nam tại lượt bán kết, Tuyết Dung cho biết, tuyển nữ Việt Nam rất tiếc cho thất bại này. Nhưng cô nghĩ rằng các cầu thủ cần phải sốc lại tinh thần vì còn trận tranh huy chương đồng với U22 Myanmar. Tuyết Dung nhấn mạnh, thất bại của U22 Việt Nam cũng là động lực để tuyển nữ Việt Nam cố gắng thi đấu tốt ở trận chung kết gặp Myanmar. Toàn đội sẽ nỗ lực bảo vệ huy chương vàng để tiếp lửa cho U22 Việt Nam trong trận tranh hạng 3 với U22 Myanmar hôm 16 tháng 5. Đánh giá về đối thủ Myanmar, tiền vệ sinh năm 1993 nhận định. Đây là một đối thủ có lối chơi rất khó chịu với điểm mạnh về thể lực và khả năng đeo bám. Tuyết Dung đồng thời khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tập trung để bảo vệ tấm huy chương vàng lịch sử trong trận chung kết diễn ra lúc 19h30 ngày 15 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.